Thôi xong. Ai cho cậu lên tiếng? Ai cho cậu lên tiếng? Ồ, này thì lên tiếng với chú. Lên tiếng. Thôi xong rồi. Kêu nữa đi bạn ơi. Ôi dồi ôi, xin lỗi nhá. Xin lỗi nhá. Mẹ ơi, đẩy kinh thế. Vãi, ôi dồi ôi, đẩy như này thì bao nhiêu máu đây? Trông kinh khủng khiếp thế này. À. Ôi dồi ôi, 22 máu anh em ơi. Oh my god. Ok, hello anh em. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu chỉ có một từ để diễn tả cái điều này thì nó là cái từ tuyệt vời anh em ạ. Tuyệt vời nha. Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất là được các anh em quan tâm và ủng hộ. Đấy, cái clip này nó ra ấy thì nó đã chứng minh cho tất cả cái điều đấy. Đấy, hôm nay, sáng nay tôi có ra cái clip và tôi có hứa với anh em là nếu mà cái clip buổi sáng nó được 100 like thì tôi sẽ ra một thêm một cái clip vào buổi tối. Thế nhưng mà ai ngờ bây giờ nó đã lên tới 200 like rồi anh em ạ. Thế chắc chắn là cái clip này nó sẽ phải ra nhá anh em nhá. Đấy mà cái clip này nó ra thì nó chính là cái điều tuyệt vời dành cho anh em. Đấy khi mà hôm nay anh em được xem hai clip. Nhưng mà anh em đừng có nghĩ là vì là hai clip nên nó mới tuyệt vời nhá anh em, không phải đâu anh em. Cái điều mà tôi muốn nói ấy, nó không phải là về mặt số lượng mà nó là cái chất lượng của cái video clip vào buổi tối mà tôi phát hành nhá anh em nhá. Vì có được cái sự quan tâm và ủng hộ của anh em nên chắc chắn là về cái mặt phục vụ cũng như là về cái mặt cố gắng để ra được cái video clip nó hay, nó thật là hay vào buổi tối, nó là cái nhiệm vụ của tôi rồi. Đấy nên là anh em yên tâm nhá. Chắc chắn là cái clip hôm nay vào buổi tối này nó sẽ rất hay nhá anh em nhá. Rồi. Và như tôi đã hứa vào cái clip vào buổi sáng ngày hôm nay là vào buổi tối tôi sẽ làm lại cái bộ siêu đẻ. Bởi vì bây giờ cảm thấy là cái bộ siêu đẻ này nó khá là đam mê và cũng có rất nhiều người quan tâm, rất là nhiều người xem cũng như là thích xem nhá anh em nhá. Nên là chúng ta sẽ tiếp tục làm bộ siêu đẻ. Đấy, và để được cái bộ siêu đẻ này thì cũng phải xin cảm ơn anh em Đặng Minh Trung đã coi như là gợi ý cho tôi. Lâu rồi không chơi, chơi lại cũng rất cuốn. Như tôi là sau khi chơi một trận là dính vào là đam mê luôn rồi. Đấy, yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và tôi cũng xin được cảm ơn hai anh em hôm nay đã donate và ủng hộ tôi. Anh em Lê Khả Hưng đã donate 200k. Anh em Lê Khả Hưng thì cũng rất là muốn đăng ký hội viên nhưng mà không biết đăng ký như nào nên là anh em donate cho tôi. Thì tôi cũng rất là vui. Bởi vì thực ra ấy, hình thức thì không quan trọng anh em ạ, quan trọng là tiền thôi. Nha anh em nhá, rất là cảm ơn anh em Lê Khả Hưng. Và anh em yên tâm là tôi coi anh em là hội viên của kênh từ rất lâu rồi. Và tôi xin được cảm ơn anh em thứ hai donate cho tôi. Anh em thứ hai donate thì anh em này thì lại không có để lại tên và donate cho tôi qua cái tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên là với kỹ năng thiên bẩm của một siêu thám tử trong con người tôi thì tôi cũng đã coi như là điều tra ra là anh em tên là Phạm Lưu Dương. Rất là cảm ơn anh em Phạm Lưu Dương. Anh em Phạm Lưu Dương đã donate cho tôi và kèm theo cái lời nhắn là chúc anh và kênh đạt nhiều thành công trong tương lai. Rất là cảm ơn anh em nhé. Anh em Phạm Lưu Dương chắc là một anh em cũng mới, anh em mới biết đến kênh đấy. Sau khi được donate thì tôi cũng lên trên YouTube tôi xem anh em Phạm Lưu Dương là ai. Thì tôi cũng mới biết được là anh em Phạm Lưu Dương mới xem kênh này được 3 tuần thôi. 3 tuần nay thì cũng phải nói là lấy làm rất là vinh dự, rất là vui khi mà có cái sự yêu thương đến từ một cái viewer mới mà hơn nữa là đến từ một cái kênh khác. Đấy, nó làm tôi rất là vui và bất ngờ. Bởi vì thực ra ấy là tôi phải nói thật với anh em là nhiều khi là người ta xem ở cái kênh khác ấy, người ta sang đây ấy, người ta nhiều khi người ta sẽ thấy là nó hơi khác. Đấy, nó không quen, nó không phù hợp anh em ạ. Đấy, nhưng mà rất là may mắn là có một vài anh em là cảm thấy là hòa nhập rất là nhanh. Đấy, với cả cái phong cách của tôi. Thì cũng rất là vui nhá. Chứ còn tôi thật với anh em là nhiều rồi, bị nhiều rồi nên biết. Đấy, gặp nhiều các cái trường hợp là các viewer từ các cái kênh khác ấy, người ta quen với kiểu các kênh khác rồi, xong sang kênh của tôi cảm thấy là không quen, không phù hợp, thế là chửi tôi. Đắng lòng anh em ạ. Ban không biết bao nhiêu là người rồi. Tất nhiên là những cái người như thế nó chỉ chiếm phần nhỏ thôi. Đa phần trẻ trâu không chấp anh em ạ. Nó bán luôn nhá, bởi vì mình đâu có tranh luận với bọn đấy đâu. Đấy. Thế nhưng mà rất vui là cái đợt này ấy, thì kênh cũng có đón nhận rất nhiều anh em từ các kênh khác đến. Và các anh em đón nhận tôi bằng cái sự yêu thương và quý mến. Thế thì anh em yên tâm nhá. Tôi phải nói là cái con người mà có cái bản chất đó là cái sự hiếu khách.
anh em mang đến đây cái sự yêu thương và quý mến. Thì tôi ở đây đón anh em với cái sự trân trọng và biết ơn nhá. Rồi và hôm nay cũng là một cái ngày đặc biệt. Hôm nay là một cái ngày sinh nhật của một anh em đã gắn bó với kênh rất lâu rồi. Và tôi xin được chúc mừng anh em Long Sida. Hôm nay sinh nhật của Long Sida, xin chúc anh em là sang năm mới là thứ nhất là sẽ như là gặt hái được nhiều thành công trong thị trường tiền số này. Đấy, ví dụ như là ngày mai là có thể x10 tài khoản này. Đấy rồi thì đấy thừa tiền thì nhớ donate nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm đứa lửa thôi nhở, làm đứa lửa thôi chứ còn đấy cũng con gái lớn cũng 5 tuổi rồi. Đấy, chúc hai vợ chồng năm nay có thể là đạt được mục tiêu nhá. Đấy và tất nhiên là Long Sida chỉ nhận được cái lời chúc khi mà xem cái clip này thôi. Đấy, một công đôi việc luôn anh em ạ. Thứ nhất là chúc mừng sinh nhật, thứ hai là thử luôn xem là dạo gần đây là có còn follow kênh không hay là bỏ sắp từ lâu rồi. Đấy, không xem nữa rồi. Nói thế thôi, nói đùa thế thôi chứ còn ai xem ai không xem thì tôi biết mà. Nó có số liệu ở trên YouTube hết anh em ạ. Tôi có số liệu ở trên YouTube nên là ai xem biết, ai không xem biết, ai xem nhiều biết, ai xem ít biết. Đấy. Có nhiều ông là vào cũng là một like, cũng là một like nhưng mà không xem. Đấy, chỉ là ủng hộ tôi thôi. Tôi biết mà, tôi biết nhá. Tôi biết chứ không phải tôi không biết đâu. Có anh em thực ra là rất bận anh em ạ. Rất bận nên là không có thời gian xem đâu, nó thật là như thế. Thì vào chỉ gọi là ấn like giúp tôi để coi như là động viên tinh thần thôi. Đấy thì cũng là động viên tinh thần tôi thì cũng là điều chân quý. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ thì cái đội hình này phải nói thật với anh em là tất cả đều đang dựa vào con Fallen Witcher ở trên kia. Đang phải dựa vào Fallen Witcher. Nên là cũng chưa hẳn nó đã là ok đâu. Đội hình rất là tập nham ở đây. Rất là tập nham. May mà ra vừa rồi là có thể là up được lên 6 và kẹp thêm 3 warrior vào. À đây ơi, ui rồi, được. Đây xem nào, thiếu một con đỏ à? Ở đây mới chỉ có là 3 đỏ thôi. Rồi, tạm được. Nhưng mà nó vẫn rất yếu nha anh em nhá, đội hình này vẫn chưa phải mạnh. Đội hình này chưa có 2 sao. Bây giờ tôi đang đợi một con Whisper Seer ở đây. Đấy, bây giờ tôi đã có một Whisper Seer và một con cây. Một con cây, sorry anh em. Một con cây và một con unicorn, đấy rồi. Đấy, và tôi đã mua từ rất lâu con unicorn rồi, từ ngay round 1 cơ, để tôi chơi cái bộ siêu đẻ. Đấy, và bây giờ tôi chỉ cần đợi con cây ra thôi. À, chúng ta đã bắt đầu có thể là chơi siêu đẻ rồi đấy. Trận này là tôi đã cố tình tôi mua thêm cái con Zersaw giúp cho tăng mana nhanh, tối ưu hóa cái việc gọi đệ. Ui, đây rồi, anh em ơi, đây rồi, bắt đầu đây, trận đấu bây giờ bắt đầu đây này. Ở đây là có thêm cả con mèo luôn nhá, được đấy. Rồi, thôi. Bây giờ chúng ta có con cây rồi này, có con cây này, kết hợp với cả Zersaw là đẻ được khá nhiều này. Đấy, bắt đầu là có thể là gặp nhà nào nó đẩy nhà đấy rồi. Ở đây có mèo mua luôn nha anh em nhá, tí nữa mà ra thêm hai con cây nữa, hai con Whisper Seer nữa là chúng ta kẹp được vào con mèo nữa là chúng ta có 3 con cây cơ. Đấy. Và thêm một con heo nữa chẳng hạn là chúng ta sẽ có 3 con heo. Cái tốc độ đẻ nó sẽ rất kinh khủng trong một round. Rồi để xem lạn nhân đầu tiên như nào nào. Đấy, giời, thằng này sẽ bị đẻ rất nhiều đây. Bởi vì nó chơi cái bộ Goblin. Cái bộ mà khá là nhây trong combat. Sẽ mất rất nhiều thời gian để giết chết thằng này. Và trong cái khoảng thời gian đó thì tôi cũng sẽ đẻ ra rất nhiều cây. Ở đây hiện tại nó là 4 con rồi. Hay quá. Thêm một đàn nữa được không? Thêm một đàn nữa. Ui rồi ôi, lạn nhân đầu tiên. Mới round 9 thôi. Mới round 9 anh em ạ. Thôi là rồi, bây giờ chúng ta tính xem nào. Round tiếp theo chúng ta gặp ai nào. Bây giờ mà cứ thằng nào trâu trâu một chút gặp tôi ấy, thì xác định luôn. Cứ thằng nào mà sống dai như đỉa nhưng mà đam không có thì là chết với tôi. À. Vậy là chúng ta sẽ gặp thằng Trung Quốc. Ok. Vậy là chúng ta gặp một thằng Trung Quốc đang có chuyện thua. Thế thì cũng không sợ lắm. Trung Quốc là yếu à. Thôi cứ để thế thôi, không làm gì cả anh em nhé. Không làm gì cả, round sau không làm gì cả.
Bây giờ tôi đang đợi một con Skull Hunter để tôi kích 4 đỏ anh em ạ. 4 đỏ kẹp với cả cây cũng được. Ui, đây rồi. Ui ơi, anh em ơi, anh em ơi. Xem nào. Lấy được cái giáp này, lấy luôn. Càng sống dai trong combat càng đẻ được nhiều. Được đấy. Rồi, chỉ còn một con cây nữa thôi là tôi kẹp được vào con mèo rồi anh em ơi. Kẹp con mèo vào ở level 7. Một cây một mèo ở level 7. Được. Được đấy. Thế này thì ổn rồi. Ok. Ấy à, Flame Wizard 2 sao kẹp gót mà không ấy à? Không up cấp lên để cho nó khỏe mà lại giữ nguyên để eco à? Ờ mà thực ra nó đang cũng đang có chuỗi thì chắc là nó cũng chỉ muốn là bỏ bài vào để nó bớt máu thôi. Nhưng mà nào nó có biết là tôi có thể đẻ được ra. Ồ, đẻ được thêm một round nữa, được. Ui rồi, bây giờ đúng là kiểu ác mộng luôn. Ui rồi, đây rồi anh em ơi, chết rồi. Thế thì các bạn gặp tôi thì như nào đây? Trời. Như này đúng không? Ác hơn không nhỉ? Ác hơn thì có thể là cho thêm một con sao đi vô vào cho nó búp. Nó còn ác nữa rồi anh em ạ. Bây giờ ví dụ như là tôi bỏ cái con này ra, tôi cho sao đi vô này vào này. Ôi dồi ôi. Nó búp nó giảm cooldown. Giảm cooldown cho gọi đệ thì không biết là cái điều gì nó sẽ xảy ra trong cái trận đấu tiếp theo đây. Round tiếp theo, lạn nhân đầu tiên trong cái cú này. Ui lại thằng này. Thằng này hai lần gặp tôi. Mẹ, thằng này đúng là kiểu thằng lạn nhân đầu tiên cũng chính là thằng lạn nhân khổ nhất ở trong cái trận đấu này. Mẹ từ chín mấy máu sau round vừa rồi là còn 83, bây giờ là sau round này là không biết là còn bao nhiêu đây anh em ơi. Trời ơi, khổ quá. Rồi, trông kìa. Mày đấy nhá, mày con zipper nó clear bớt đi đấy. Mẹ vãi cứt 13 máu. Thồn đến tận lỗ rốn. Đang top gặp tôi đẩy còn 70 máu thôi. Dã man. Rồi anh em ơi, tí nữa tôi kẹp gót vào nhá anh em nhá. Cho bây giờ chúng ta chơi kiểu khác. Chúng ta không chơi kiểu hôm qua nữa. Đấy, chúng ta sẽ tí nữa đưa con cây này lên 3 này. Xong rồi kẹp gót vào này. Đấy, kẹp 4 gót vào. 4 gót đỏ vào cho cây nó đẻ kinh khủng khiếp luôn. Nhá anh em nhá. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là bây giờ thì vẫn chưa được. Bây giờ vẫn chưa được, phải lên 8 cơ. Còn bây giờ thì chúng ta kẹp như này vẫn khỏe hơn. Bởi bây giờ có kích tộc Sivet thì nó thêm được một con cây nữa anh em ạ. Một con cây 2 sao nữa nó đẻ được nhiều hơn. Đấy, còn nếu mà lên 8 thì đưa cây lên 3. Là ở 8 nó sẽ là 4 đỏ. Ở level 8 nó sẽ được kẹp 4 đỏ kết hợp với cả 4 gót. Và con cây 3 sao nó làm co. Ui dồi ôi, anh em nhìn kìa. Fallen Witcher 2 sao đéo thể nào mà đấm chết được cái bọn này luôn á. Nó đẻ nó liên tục. Ui dồi ôi, cắt chuối luôn. Hay quá. Được đấy nhờ. Rau này có con God này, God of Light này. Có lên mua con này không? Nhưng mà hết slot rồi. Bây giờ bỏ con gì đi nhờ. Chả bỏ con gì cả. Từ từ đã. Bây giờ mới ra 14 thôi. Chưa. Tí nữa anh em nhá. Tí nữa, bây giờ chưa lấy được con gì hết. Chưa bỏ đi được con gì hết. Tất cả đều đang cần dùng. Tôi cần phải đưa được cái con Scotman lên 2 sao đã. Scotman lên 2 sao, God of War lên 2 sao. Rồi mới chuyển sang God. Tầm này thì kẹp mèo vẫn khỏe hơn anh em ạ. Rồi. Thằng này cũng sẽ bị đẩy nhiều thôi. Thằng này chắc chắn là bị đẩy nhiều. Nhưng mà nó kẹp hai con Eco vào thì nó cũng sẽ đỡ được máu thôi. Nhưng mà nó cũng kinh khủng khiếp luôn. Ui rồi anh em nhìn mỗi round tôi đẩy. Khiếp, tôi nghĩ mỗi thằng nó phải mất khoảng 17-18 máu ấy trong mỗi round á. Trận đấu này thì kết thúc sớm rồi. Ôi, thằng vừa rồi tôi đẩy nó mất 22 máu anh em ạ. Phải 22 máu. Trời ơi, tôi cũng thấy xót xa cho đối thủ. Đối thủ không biết là có chửi tôi không nhờ. Trông có vẻ hơi gai gai rồi đấy. Mẹ tôi mà nó là tôi ức học máu mồm luôn rồi đấy. Đấy kia kìa, có người lên tiếng rồi kìa. Mẹ ơi.
Tôi nói thật là nếu mà tôi mà bị trong cái trường hợp đấy mà tôi bị đẩy đến 22 máu ở cái round 14 ý, là chắc là tôi quit luôn game ý, chứ tôi làm gì mà tôi còn ở đây mà tôi còn chơi tiếp. Mẹ, vãi thật. Nhìn cái round quái này tôi đã biết là đẩy kinh khủng khiếp rồi này anh em này. Trời ơi, anh em nhìn thấy chưa? Đẻ liên tục 22 máu, tôi cũng không nghĩ là nó lên tới 22 máu đâu. Tôi cũng ngỡ chỉ khoảng 15, 16, 17 máu thôi. Ai ngờ nó đẻ lên tới 22 máu. Quá khủng khiếp. Bây giờ mà lên được cái con heo 2 sao hoặc là thêm một con heo nữa thì thôi rồi, chắc các bạn xác định đóng hòm hết rồi. Đây rồi, lại một con Grand Herat nữa này. Rồi, 4 đỏ vào anh em ạ. Ở level 8 đã, 4 đỏ. Ok, bây giờ lại đẩy lại càng kinh khủng hơn này anh em này. Vừa nãy là chúng ta chỉ có là 2 đỏ thôi, mà bây giờ tận 4 đỏ. Trâu hơn nhiều, trâu hơn rất nhiều luôn. Xem nào, xem lạn nhân tiếp theo là ai đây. Lấy viên ma lăng luôn. Đấy, bây giờ tôi lại còn đầu tư hẳn một viên ma lăng nữa. Rồi, lạn nhân tiếp theo chính là cái người vừa kêu ơi. Thôi xong. Ai cho cậu lên tiếng? Ai cho cậu lên tiếng? Ồ, này thì lên tiếng với chúng. Lên tiếng. Thôi xong rồi. Kêu nữa đi bạn ơi. Ôi dồi ôi, xin lỗi nhá. Xin lỗi nhá. Mẹ ơi, đẩy kinh thế. Vãi, ôi dồi ôi, đẩy như này thì bao nhiêu máu đây? Trông kinh khủng khiếp thế này. À, ôi dồi ôi, 22 máu anh em ơi. Oh my god. Ôi, không biết là tôi có bị ăn chửi không nhờ. Trông chơi cái đội hình này tạo nghiệp quá anh em ơi. Thôi, up lên 3 cho gót vào anh em ạ. Đây được rồi, như này. Ok, 4 đỏ, 4 đỏ 2 gót. Thực ra bây giờ là lên 6 đỏ đấy. Lên 9 là chơi được 6 đỏ đấy. Ok, trông tạo nghiệp vãi cứt. Anh em nhìn kìa, trời ơi. Thế này thì tôi khả năng cao có 7 người chơi ở trong cái trận đấu này thì cả 7 thằng nó chửi tôi. Tôi chết tôi rồi. Thế này thì tạo nghiệp lắm anh em ạ. Úi dồi, ra con heo luôn này. Trong con game rõ ràng là tạo nghiệp luôn. Không biết là tí nữa thì có bị nghiệp quật không. Sợ thật đấy. Cái tầm này đấy anh em thấy không? Mấy cái thằng nó toàn là 70 máu, gặp tôi bây giờ tụt xuống một lúc là còn có 30 mấy máu kìa. Ba mấy máu, 4 mấy máu luôn. Ui dồi ôi, nhìn cái thằng Clive vừa lấy gặp tôi kìa. Mẹ, cái thằng Clive vừa lấy gặp tôi bây giờ còn có 33 máu. Vai. Mà trước đấy là còn hơn 60 máu nhá. Hơn 60 máu, bây giờ mấy cái thằng này thì đây là con Glacier đỏ, thứ con đang Eco này. 17 máu đi mẹ luôn không nhỉ? Trông giống như là đi luôn ấy anh em ạ. Oh my god. Ôi rồi ôi, chắc đi luôn rồi bạn ơi. Đi sớm quá. Quá đen gặp tôi ở round này rồi. Ôi, đẩy thế này thì 17 máu có đỡ nổi không? Chết rồi. Ui rồi, để ra con Stosaman. Ui, để thêm một cây nữa. Ui rồi, chết rồi. Xác định rồi anh em ơi. Trận này mẹ đúng tạo nghiệp luôn anh em ạ. Dã man quá. Kinh khủng khiếp. Trời ơi, kinh khủng khiếp luôn. Đẩy quá dã man. Đẩy quá dã man luôn. Tôi nhìn mà tôi phải xót xa cho tất cả những cái người chơi đang phải chơi cùng tôi ở trong cái trận đấu này. Tại sao lại như thế nhở? Đúng rồi, đây nó mới gọi là siêu đẻ này anh em này. Cái trận đấu sáng nay ấy, nó chưa phải là siêu đẻ đâu. Đây nó mới gọi là siêu đẻ này anh em này. Dã man thật sự luôn. À, rồi, gặp thằng này. Ui rồi, đen cho bạn quá. Vừa coi như là bị bất chuối, lại vừa coi như là bị đẩy nhiều. Quá đen cho bạn. Đã gặp tôi. Ồ, ôi kìa. Ôi rồi, cái con cây 3 sao của tôi nó chết mất rồi. Mẹ, đéo đứng ở cái góc đấy đã kéo lên trên rồi mà vẫn bị bớ vào là sao nhở?
Nó bị cái con sắt đao Griller nó bớ vào. Ui giời ơi. Quả đấy lẽ ra không bớ vào là ăn rồi. Đen thế nhở. Sắt đao Griller cái đéo mà tìm đúng cái vị trí còn cây là sao nhở. Vô lý thật. Mẹ. Lại còn mất chuỗi vào đúng cái round 19 nó mới cay nhá. Cau thật. Thôi thì thôi bây giờ áp cấp dần thôi vậy. Thế thì thôi anh em ạ, bình thường đó, đánh từ từ. Từ tốn đó, mất chuỗi rồi. Thế bây giờ đánh từ tốn vậy. Thằng nào yếu thì cho nó chết, còn thằng nào mạnh mạnh thì thôi. Thì thôi tí nữa chuyển rồi anh em. Thế thôi anh em nhá, chúng ta đánh từ từ, chúng ta chuyển dần đó. Trận này thì tôi đang có cái ý tưởng mới, chứ tôi không chơi con cây ở nữa đâu. Tí nữa tôi chơi con khác anh em ạ. Tí nữa tôi chuyển đồ cho con khác anh em nhá. Tôi không chơi con cây. Trận này chúng ta sẽ phải có một cái content. Phải làm một cái content hấp dẫn. Đấy, thật là hấp dẫn. Nên là tôi quyết định không chơi con cây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển dần sang là chơi con. Con gì thì còn đâu mới nói. Nói sớm mất đi cái sự hấp dẫn của nó anh em ạ. Đấy. Để tí nữa hồi sau sẽ rõ nhá anh em nhá. Hồi sau sẽ rõ, không nói nhiều. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ thằng nào yếu thì thằng ấy chết thôi. Thằng nào đen gặp tôi thì thằng ấy chết thôi. Chứ còn bây giờ cũng có những cái thằng nó mạnh rồi thì nó cũng chả sợ tôi đâu. Đệ này còn làm gì có đam. Yếu mà. Bộ này không có đam anh em ạ. Bộ này chủ yếu là chỉ bắt lạt được ban đầu thôi. Chứ còn sau này bọn nó mạnh lên rồi thì làm sao bắt lạt được. Đây như gặp thằng này thì cũng khó mà có thể bắt lạt được. Ui giời, đứng đúng vào vị trí của con Fallen Witcher. Thế chịu à. Đứng đúng vào vị trí đấy thì thôi chịu luôn. Thôi thua là chắc rồi. Thua là chắc rồi, ra này thua chắc. Fallen Witcher có đồ nhiều rồi. Có cả đồ Kira này. Nói chung là bọn này nó có đồ rồi thì nó là cái con gây đam nó khỏe lắm. Mình thì mình không có đồ đam. Nên là xác định thôi. Quân mình thì bây giờ đang phải coi như là giữ máu đấy. Chứ cũng không phải là đi đẩy bọn nó đâu. Đây rồi, có 4 gót rồi này anh em này. Được, ok. Đây nó sẽ là 4 gót nha anh em nhá. Ở level rồi. Nếu mà 4 gót thì chơi ở level 9. Chơi ở level 9 là 6 đỏ. 6 đỏ luôn anh em ạ. Ok. Này được không? Hay là chơi 6 đỏ? Thế này nhá. 6 đỏ. 6 đỏ nhưng mà như này thì không có 4 gót. Cho thêm con này vào nữa. Ok. Được chưa? 4 gót. Nhưng mà cái tốc độ tăng mana của con này nó sẽ chậm hơn do nó chỉ có một viên ma lăng thôi. Nhưng mà vớ vẩn là tôi có đẩy được thằng này luôn này. Thằng này trông yếu lắm. Anh em ạ. Thằng này chơi assassin, 6 assassin nhưng mà còn đuối lắm. Chưa có cửa. Thôi chết rồi, chết chắc. 20 máu. Vẫn là niềm đau. Vẫn là niềm đau. Ôi dồi ôi, vẫn là nỗi đau của rất nhiều người ở đây. Ok. Rồi. Tôi sẽ mua cây bố ở đây. Tí nữa tôi chuyển đồ cho con cây bố anh em ạ. Cây bố lên tí nữa chúng ta chuyển co sang cây bố xem nó trâu đến cái mức độ nào anh em nhá. Tôi đã sẵn, tôi lấy những cái món đồ chịu, có sức cái chống chịu rất là cao ở đây, chịu đựng rất là cao ở đây, để có thể là cho cái con cây này nó xem là liệu rằng cái con cây này ở trong cái bộ 6 đỏ nó có phải là một cái con cây bất tử không. Đấy anh em thấy không, xoắn não chưa, xoắn não chưa anh em. Anh em thấy kết thúc bất ngờ chưa? Úi giời, plot twist à. Game xoắn não thật, đúng là như một cái bộ phim luôn. Đầu game thì tưởng nhân vật chính là cái con cây Whispersia, nhưng mà lại thực ra lại không phải. Đoạn cuối cùng trùng cuối mới xuất hiện. Trùng cuối lại là con cây bố. Ơi giời. Anh em thấy không? Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Đấy, nhưng mà tí nữa nha anh em nhá, tí nữa mới chuyển. Rồi. Từ từ bình tĩnh. Bây giờ là đang phải giữ máu này. Đấy, nhân vật chính tí nữa mới xuất hiện cơ. Hóa ra trùng cuối này chính là con cây chứ không phải là cái con Whispersia này, mà là con Whatworkset cơ chứ không phải là con Whispersia. Ok. Từ từ đợi anh em nhá, cứ bình tĩnh. Trận này sao nào? Còn có những cái thằng Glacier này, 9 Assassin, 9 mét luôn cơ. Có 9 mét luôn. Càng đấy. Nhưng mà tôi bây giờ tôi đang có vẻ đang khá đuối đấy. Gặp thằng nào cũng thấy mất một đống máu luôn.
6 Glacier này này thì không có đam để giết cái thằng này anh em ạ. Không có đam, không có một tí đam nào để đánh cái thằng này cả. Mất lại mất nhiều máu rồi. Trong khi cái thằng này thì nó đập rất là hăng. Ok ok ok. Lao 26 là chúng ta lên 10 được rồi. Lấy được cái Blink này. À mà từ từ, Blink từ từ anh em ạ. Lấy không, lấy cái cấm đánh. Từ từ đã, xem nào. Có cái cấm đánh ở đây này. Lấy cái cấm đánh ngon hơn. Trận này toàn kiểu Assassin với cả Glacier đang vật lý thôi. Tí nữa con cây thì cần gì Blink đâu. Tí nữa chơi con cây mà anh em, cần gì Blink, đúng không? Tí nữa chơi con cây bố mà. Con cây tí nữa nó sẽ đứng ở trong combat, nó sẽ cù nhây anh em ạ. Nó sẽ nhây trong combat. Chúng ta xác định là chúng ta sẽ không thắng nhưng mà chúng ta cũng sẽ không thua. Nó sẽ lại kéo dài một cái trận đấu đấy, kéo dài đến mãi mãi được không nhỉ? Với một con cây bất tử trong trận đấu này, ý tưởng nó sẽ làm con cây bất tử anh em nhá. À, không biết là liệu rằng là nó có thể kéo dài được mãi mãi không trong cái trận đấu này không thì chúng ta phải chờ xem. Wow, gặp mấy cái rau quái đẩy rất nhiều luôn. Đấy rồi, lấy được cái gì xem nào. Lấy được cái BKB. Được, cái BKB này sẽ giúp tăng cái sức chống chịu lên. Rồi, vậy là chúng ta còn một cái món đồ nữa. Từ từ đã, tí nữa mới lấy anh em ạ. Còn cái Blink đúng không? Nhưng mà Blink thì bây giờ cho con nào? Blink giờ trả cho con nào được? Từ từ đã. Nếu mà ghép Blink thì cho Storm Shaman à? Bởi vì tí nữa không chơi con cây anh em ạ. Không chơi Whisper Seer thì Blink nó hơi phí. Thôi cứ tiết kiệm từ từ. Rồi đây, ui gặp lại Clyde, không biết có ăn được không đây. Tầm này bây giờ cái bọn này nó không có đam, nó sao mà ăn được thằng này. Khả năng cao là không ăn được. Máu đang tụt dần anh em ạ, máu của tôi đang tụt dần đây. Không ăn được nhưng mà liệu rằng là có giữ được máu không? Có thể nào mà giữ được một cái lượng máu khá khá không? Round này chỉ cần mất tròn 8 máu thôi, tôi chỉ mong là mất tròn 8 máu thôi. Để tôi có thể giữ được một cái lượng máu nhiều cho đến khi mà tôi form được cái đội hình. Chứ còn con cây này nó không có đam để mà nó đánh xuyên cái bọn giáp của bọn Lai đâu. Lai này giáp to lắm. Và bây giờ 6 Lai nó búp cho cả đồng đội nữa, cả những cái con không thuộc cái bộ Lai. Chính vì thế là chả có cái cơ hội giết được bất cứ một con nào ở trong cái bộ này cả. Chết mẹ, đẩy kinh thế nhờ. Đây nó chính là cái giai đoạn nghiệp quật của tôi đấy. À đây ơi, Battleman này có đam. Đây, cho con này vào thì nó có đam này. Đây chính là cái giai đoạn mà tôi bị nghiệp quật đấy. Sau cái quá trình giải nghiệp vào giai đoạn đầu game thì bây giờ đã đến lúc mà bị nghiệp nó quật lại rồi. Rất là căng, nhưng mà bây giờ qua nhà nào cũng bị nó đẩy khoảng 15-16 máu một nào. Chưa thấy có một chút có gì gọi là có cái khả năng mà giữ lại được cái lượng máu cả. Giờ bây giờ có khi là tôi bán sừ rồi con cây này cho con cây bố vào luôn nhở. Round sau đi. Round sau tôi sẽ cho con Quartwork Set vào luôn. Chứ còn cây này bây giờ nó đâu có đánh được thằng nào ở đây đâu. Tôi trông chả có đánh được cái thằng nào hết. Ở đây gặp Sin thì cũng mất nhiều máu này. 9 Assassin. Chơi 9 Assassin kẹp. Ơ ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Trông đéo ăn được. Đéo ăn được. Không, không ăn được. Trông thế thôi nhưng mà cũng chỉ giữ được máu thôi chứ làm sao mà ăn được. Bây giờ là không có đam. Cái vấn đề ở đây là nó không có đam anh em ạ. Có khi phải roll anh em ạ. Tôi bắt đầu cảm thấy là hơi sợ sợ trước cái tốc độ trừ máu hiện tại rồi. Chúng ta roll mấy cái nhá anh em nhá. Không phải là toàn quá. Roll đi. Ok. Ok. Rồi. Rồn hết tiền. Thôi cho con cây vào anh em. Ui, không kịp chuyển đồ. Ok.
Có con cây này nó 2 sao nhưng mà tôi chắc chắn là nó sẽ khỏe hơn con kia anh em ạ. Tôi chắc chắn là nó sẽ khỏe hơn là cái con cây Whispersia, nó yếu lắm, nó chỉ có gọi được đệ thôi. Đấy anh em thấy không? Con này nó nhây được, con này nó nhây được anh em ơi. Nó mặc dù nó 2 sao nhưng mà nó khỏe hơn cái con kia 3 sao anh em ạ. Giữ được máu rồi đấy. Thế này là lại giữ được máu rồi anh em ạ. May quá. Rồi. Ok. Ok nha anh em nhá. Thế là ổn rồi đấy. Đây con này nó sẽ rất là trâu ở trong combat. Trong lúc mà nó trâu ở trong combat thì nó sẽ giúp cho cái con Battleman nó gây đam. Con Battleman nó sẽ là gây đam chính ở trong cái trận đấu này. Rồi. Đốt máu dần cho con cây này, nó chỉ đóng vai trò nó là cù nhây để có thể là sống sót được thôi. Sống sót giữ máu thôi. Thôi tầm này 34 máu là chúng ta giữ máu được là được rồi. Đấy gặp bọn Lai này, ăn nổi không nhờ? Cây này liệu rằng có thể đủ trâu để có thể chống chọi lại được với cả cái bọn Clay kết hợp với Glacier này không đây? Clay với Glacier nhìn trông có giống như là ăn được tôi không? Trâu đấy chứ, anh em ơi, ui. Được đấy chứ nhờ. Được đấy chứ nhờ, được đấy chứ. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Được đấy, mất một tí máu thôi, lọt một con. Ui, được, ổn, 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 ổn. Lọt có đúng một con thôi anh em ạ. Hay quá. Được rồi, thế là tuyệt vời rồi anh em ơi. Mỗi round lọt một con thôi. Vậy chút nữa thì là cắt được chuỗi đấy. Mà cây nó phải lên được 3 cơ. Cây mà nó lên 3 sao thì chắc là round vừa rồi là cũng ăn được. Nhưng mà đây là cây 2. Cây 2 sao anh em ạ. Rồi được rồi, chúng ta sẽ đợi con cây 3 sao nhá, để xem chung cuối chúng ta sẽ như nào. Có một thằng nó lên con Secret Dancer 2 sao ở trong cái bộ Goblin kìa. Mẹ ơi. Goblin Secret Dancer 2 sao à? Thế thì không có đam giết được cái con đấy. Đội hình này đéo có đam để giết. Không có đam để giết cái con đấy, phải có đam vật lý ở trong trận đấu này thì con nào cây được đam vật lý để giết được cái con đấy nhỉ? Thôi thằng đấy chắc là hy vọng thằng khác giết thôi anh em ạ. Cái thằng Thái Lan chắc là hy vọng cái thằng Clyde nó giết được. Hoặc thằng 9 Assassin. Thằng 9 Assassin khả năng là giết được. Chứ còn còn cái bộ này của tôi thì chịu bó tay. Không thể giết nổi. Đây rồi, lấy cái chén thánh thôi. Tăng độ trâu cho cái con cây. Để xem con cây này nó có bất tử không nhá anh em nhá. Rồi, kiếm con cây nữa nào. Ui ôi, quả trứng nữa này. Ui, đéo có cây. Lại ra như con. Ui giời ơi. Thực ra thì anh em ạ, thực sự đây mới chính là cú plot twist ở trong bộ phim này. Cực kỳ xoắn não khi mà nhân vật chính của chúng ta chính là con unicorn chứ không phải là con cây. Unicorn anh em nhớ, tôi chuyển hết đồ cho unicorn. Bây giờ thì chúng ta sẽ biết được xem là cái con unicorn này, sức mạnh của nó trong cái bộ sáu đỏ này nó như nào khi mà chúng ta dồn toàn bộ đồ cho con unicorn. Let's go. Nào, 9 Assassin sắt đao Killer 3 sao lại đây. Xem nào, liệu rằng chúng ta có thể ăn được cái con sắt đao Killer 3 sao này không? Một cái con sắt đao Killer 3 sao trong bộ 9 Assassin, liệu rằng có khả năng nhất kích tất sát được unicorn của tôi không? Unicorn của tôi vẫn đang đứng rất là vững chãi. Rồi vẫn tiếp tục hồi máu, một cái lượng hồi máu cực kỳ khủng khiếp. Không thể nào mà nhất kích tất sát được. Những cái cú tất sát nó chỉ mất khoảng 1/3 máu của con unicorn thôi. Và unicorn vẫn đang sống rất dai và rất khỏe ở trong cái round đấu này. Unicorn vẫn tiếp tục hồi máu. Trời ơi, unicorn gần hết máu rồi. Unicorn lại đầy ạc máu luôn. Ui dồi ôi, chồng kìa. Ôi dồi ôi, con này có phải là unicorn bất tử không nhờ? Ui dồi, unicorn mạnh quá. Trời ơi, đúng thật, nhân vật chính có khác. Trời ơi, nhìn kia. Hai cái con kia nó sắp chết rồi. Cái con cây của đối thủ và cái con sắt đang lơ chết. Ui giời ơi. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Xoắn não chưa? Ui giời. Wow. Đéo thì nào mà tin được luôn anh em ạ. Dã man. Đéo thì tin được luôn. Một tiền đấy anh em ạ. Một tiền unicorn đấy. Dồn toàn bộ đồ cho yêu con mạnh phết.
để xem nào, xem ai sẽ là cái người tiếp theo đây, ai sẽ là cái người tiếp theo đây. Cần phải có gặp thằng Clyde đi. Lần này gặp thằng Clyde đi, cho gặp thằng Clyde đi nhá. Xem nào. Thử cái con này nó gặp thằng Clyde xem liệu rằng có thể sống sót được không. Rồi ôi, đúng là kiểu trận đấu này đúng là vua sinh tồn rồi. Con này phải được mệnh danh là vua sinh tồn mất. Khỏe kinh khủng luôn. Thế mà tôi ngỡ nó là một tiền vô dụng đấy. Một tiền vô dụng mà theo rất nhiều anh em là con này ấy, nó chỉ để mua để nó bán đi để nó làm tiền thôi. Tức là nó mua để mua hai con xong ghép vào bộ The Rui để kiếm thêm được một tiền mỗi nào rồi. Nhưng mà ôi rồi ôi rồi ôi, anh em nhìn này, ui mạnh chưa này. Ôi trông kìa, trông kìa. Tất nhiên là bây giờ round này chắc là hòa thôi, chứ cũng đeo có đam để giết cái thằng này đâu anh em ạ. Round này thì chắc là cũng chịu. Bởi vì là địch là bây giờ là cái con Lancer mà. Như tôi đã nói vừa nãy là cái con Lancer này thì tôi chịu thôi. Không có cái cửa gì để giết được cái con Lancer này cả. Là chúng ta cũng chỉ cầm hòa thằng này thôi. Liệu rằng trận đấu này thì chúng ta có thể là có một cái trận đấu mà nó cũng kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ không nhở? Dã man, ôi ôi. Làm gì có cái cửa giết được. Ôi ôi, thế là hòa rồi. Nhưng mà tôi mới nhận thấy là đối thủ của cái găng tay Kira là cũng hơi căng đấy nhở. Có găng tay Kira là đam cũng to đấy. Ôi nhưng mà tôi trông có vẻ như cái con Lancer này nó cũng không có cái cửa nào là mất máu được cái con Unicorn của tôi anh em ạ. Ôi tôi chết rồi, con có 4 đứa này. God Unicorn. Lần đầu tiên nghe nói luôn đúng không anh em? Rồi chỉ có trên kênh Game Today anh em ạ. Thế nên là anh em thấy hay để lại rơi một like luôn nhá. Ngay vào luôn anh em ơi, đừng chần chừ gì nữa. Khủng khiếp thật. Tôi mà không thử chắc là anh em cũng không biết là cái con Unicorn này nó khỏe đâu. Rồi chúng ta thử xem nhá. Vẫn còn 4 nhà thôi anh em ạ. Nhưng mà trận này thì tôi phải đang rất là hy vọng cái thằng 9 Assassin nó có thể giết được cái thằng có con Lancer. Con Lancer 2 sao cực kỳ nguy hiểm. Rất cần 9 Assassin tiêu diệt. Rồi. Round này chắc là gặp Clyde này. Round này gặp Clyde đây. Đây rồi, liệu rằng là God Unicorn có thể ăn được Clyde không? Đã bắt đầu là bật thối máu lên rồi đây. Còn rất trâu. À mà cũng đéo ăn được, thằng này cũng có Lancer anh em ạ. Không ăn được, không ăn được. Lancer 6 Glacier. Cự lia nhanh lắm, cự lia nhanh lắm. Cũng không ăn được. Ui rồi thì tôi liệu rằng là tôi có lọt ở trong top 3 được không nhỉ? Liệu rằng tôi có lọt được trong top 3 không nhỉ? Chơi kiểu này hơi for fun tí. Không sao, giữ máu tốt là được anh em ạ. Tầm này giữ máu tốt vớ vẩn được vào top 2 ấy chứ. Còn 27 máu cơ mà. Mà mỗi round lọt một con thôi. Unicorn có khi còn cầm hòa được. Yên tâm anh em ạ. Để tôi xem là đây nó có phải liệu rằng có phải là vua lì đòn không. Unicorn nó lại thành vua lì đòn thế hệ mới thôi. Để xem là cái con này liệu rằng là nó có thể là chống chịu được để cầm hòa được trong cái lúc mà từng đối thủ chết một không. Đấy, chiến thuật là như thế. Chiến thuật là mình chỉ cần cầm hòa thôi. Còn bọn nó giết nhau. Đấy, lần lượt từng thằng nó sẽ giết nhau và nó sẽ ra đi. Cuối cùng chỉ còn một thằng với tôi. Thế là được rồi, đúng không anh em? Chiến thuật là như thế nha anh em nhá. Thế là gọi là đặt mục tiêu. Ok. Đấy, gặp 9 Assassin, gặp lại 9 Assassin luôn. Rồi, sát đao cứu round này đã có thêm những cái món đồ mới. Liệu rằng là có thể ăn được con Unicorn của tôi không? Unicorn của tôi mất được quá lửa cây rồi. Lại bắt đầu đầy máu lên. Lại bắt đầu đầy máu. Lại bắt đầu đầy máu anh em ơi. Ui, Unicorn bị chém một phát chết mẹ luôn. Thôi xong rồi, vậy là không thể cầm hòa được. Ây à, nhưng mà chúng ta lọt được vào top 3 rồi anh em ơi. Được đấy. Liệu rằng là có thể là cầm hòa được để vào được top 2 không đây? Cái thằng còn lại nó chỉ còn có 7 máu thôi anh em ạ. Nhưng mà thằng 7 máu đấy cần phải cái thằng Assassin phải ăn được cơ. Cái thằng 20 máu phải ăn được cơ. Còn cái thằng 7 máu mà nó đéo ăn được thì là tôi có khi là chết trước ấy. Tôi lại về top 3. Phải cố gắng là thằng Assassin phải chiến thắng được. Thằng Assassin phải chiến thắng được cái thằng Goblin kia thì mới có cửa ăn được anh em ạ. Mới có cửa coi như là late game là có thể ăn được cái thằng Assassin. Còn thằng Goblin thì nói thật là không có đam để giết thằng này đâu. Căng đấy. Round này cố gắng là tôi nếu mà có đồ ấy, thì tôi sẽ lấy tiếp những cái đồ chống chịu thôi anh em ạ. Những cái đồ mà giúp cái con Unicorn này có khả năng chịu đòn. Nó phải tăng cái sức chống chịu lên. Càng cao càng tốt để có thể cầm hòa được. Thế thôi. Cầm hòa được trong combat là được rồi. Đấy là cái yêu cầu. Còn bây giờ là không có đam để mà đánh nhau đâu anh em ạ. Không có đam để đánh nhau đâu.
mẹ toàn cho mấy cái đồ kiếm gãy các thứ ạ. Đây, rồi lấy cái giáp phản. Lấy cái giáp phản thôi anh em. Tầm này thì bây giờ lấy cái giáp phản là được rồi. Ok. Cấm đánh 2 thì nếu mà sống sót đến round thứ 40 thì sẽ lấy tiếp cái cấm đánh 2 nha anh em nhá. Rồi. Round này là lại gặp cái thằng Assassin này. Mà cũng có thể là sẽ gặp cái thằng Goblin đấy. Nhưng mà thôi không sao. Gặp thằng nào thì cũng sẽ để cái vị trí như thế thôi. Rồi để xem nào. Ây da, gặp thằng Goblin. Và thằng Goblin với cái con Lancer 2 sao và cái con Bad Omen 2 sao rồi này. Nhưng mà tất nhiên là thằng này là tôi có thể cầm hòa được. Thằng này tôi cầm hòa được anh em ạ, yên tâm. Con Unicorn của tôi nó còn hồi máu cho cả đồng đội chứ nó cũng không hồi máu cho riêng nó đâu. Anh em thấy không? Ôi dồi ôi, mà cái thằng Assassin bị cái thằng Goblin nó đẩy 12 máu kìa. Ôi mẹ ơi, thế là thằng Assassin nó cũng đéo ăn được cái thằng này. Thế ăn cái kiểu gì đấy? Thế chịu rồi. Thế chịu rồi. Cái trận đấu này nó lại kéo dài mãi mãi rồi anh em ơi. Trận này nó lại thuộc về gọi là trận đấu kéo dài đến 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Thôi tôi không, hôm nay tôi không có ngồi đây tôi kể chuyện cho anh em nghe đâu. Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ kể chuyện 4 lần nhịn ỉa trong cuộc đời cảm thấy rất là khắm. Thế thôi anh em nha, trận này có khi là tìm cách kết thúc trận đấu sớm thôi. Mà có lẽ là trận này đéo kết thúc được. Thua. Chịu. Trận này trong truyền thuyết không có một con nào gây đam được để giết con này ấy. Phải có ca lông cơ. Mà không có ca lông thì chơi kiểu gì giờ. Khó nhở. Trận này là nói chung là nếu mà chúng ta sống sót được ấy để mà vào top 2 thì là tôi đã thành công. Coi như là đã chiến thắng rồi anh em ạ, chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Co một tiền thì mong gì top 1 anh em, không chơi được, bây giờ phải chuyển thôi. Chuyển thì mới top 1 được. Còn nếu mà giữ nguyên con Unicorn này khó lắm. Mà Unicorn tôi sợ là càng về sau càng đuối ấy, bởi vì về sau cái con Lancer của nó sẽ full đồ cam thì không thể đỡ được đâu. Rồi chúng ta sẽ gặp tiếp cái bộ Assassin, liệu rằng có thể sống sót tiếp được một round nữa không? Nhây được với cái con sắt nào cái Uller này không nhở? Cố lên Unicorn ơi, anh tin vào em, hồi máu đi nhanh lên. Chết mẹ hết rồi, còn một mình con Unicorn cân với có 4 thằng luôn này. Bây giờ là solo với 3, bây giờ chỉ còn 2 thôi. Ồ, Unicorn hồi máu lên, được quá nhở, solo với 2 con luôn anh em ạ. Trông kìa, đéo mất máu luôn anh em ơi, ui dồi ôi. Chém cũng kinh đấy, chém cũng kinh đấy, chém cũng kinh đấy, chém cũng kinh đấy. Rồi bây giờ làm thế nào để giết? Làm thế nào để giết? Ơ, đồ ghê đấy, đồ kinh đấy. Rồi, chúng ta chỉ cầm hòa thôi. Khỏe chưa anh em? Ui dồi ôi, rất nhây luôn. Thật sự ở đây nó phải gọi là vua lì đòn thế hệ mới rồi anh em ạ. Châu thật đấy, châu quá. Ôi dồi ôi, đấm kìa, trông chỉ đấm được đến nửa máu là tối đa thôi, không thể đấm được hơn. Không thể rút được hơn nửa máu. Chỉ rút được đến nửa máu thôi là nó lại đẩy lên. Anh em ạ, vẫn 21 máu anh em ơi, từ nãy giờ vẫn 21 máu, bọn kia nó đang mất máu dần kìa. Được quá nhờ anh em nhờ, được quá nhờ. Rồi trong lúc ấy chúng ta củng cố lại cái lượng tiền rồi chúng ta chuyển dần sau anh em nhá. Tôi sẽ mua dần mấy con máy bay các thứ vào để đánh late game. Late game thì chắc là thôi, xin phép anh em là chuyển bài đó, chứ còn chơi như này thì khó lắm. Không có cửa đâu. Chuyển sang nó còn có một cái cơ hội để nó còn ăn được top 1. Chứ còn giữ này thì chắc chắn là thua thôi. Mà nếu mà không thua thì nó cũng kéo dài trận đấu này mãi mãi. Nên là tôi cũng không có thời gian tôi làm cái điều đấy nha anh em nhá. À, thôi, chúng ta chuyển dần thôi. À, tôi nghĩ là kể cả đến cái round này thì mèo 3 nhá, chấp cả mèo 3 cả Lancer 2 sao luôn thì một cái con một tiền. Rồi đấy, cái thằng kia ra đi vào top 2 rồi. Chiến thắng nha anh em nhá. Chúng ta đã chiến thắng. Không được rồi anh em ơi, không được rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Mất round này mất nhiều máu quá. Ui còn 10 máu. Không ổn rồi, không ổn rồi anh em ạ. Thôi 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 thôi. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Thế này là không ổn rồi. Tôi phải làm gì đây? Bây giờ tôi phải làm cái gì đây? Làm gì đây nhờ? Ai đấy có thể cho tôi biết là tôi phải làm gì không? Luôn rồi cây 3 sao? Đây 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 đây. Chuyển sang cho con này, chuyển sang cho con này, chuyển sang cho con này. Ok. Round sau anh em ạ. Ui tôi có còn sống round này không nhờ? Còn sống, còn máu để cắn mà. Chúng ta còn máu để cắn. Chúng ta còn máu để cắn, yên tâm.
Rồi. Rất căng thẳng ở đây, còn có 10 máu thôi. Nhưng mà round này khả năng thua là rất cao. Hồi máu lên bạn ơi, hồi máu lên. Nó bây giờ nó có cái con mèo 3 sao nên là nó clear nhanh quá. Ui, Unicorn vẫn rất tín ở đây, vẫn đang hồi máu. Tuy nhiên là cái lượng đam của nó quá lớn, con Unicorn không thể hồi máu được nữa rồi. Con Unicorn nó lại hồi máu cho con khác anh em ạ. Cái khả năng của con này là nó hồi máu nhưng mà nó random, chứ nó không phải nó hồi máu cho bản thân nó. Nên là bây giờ chúng ta chuyển sang chúng ta chơi con cây nhá anh em nhá. Con cây nó hồi máu cho chính bản thân thì ok hơn. Ok. Rồi, chuyển thôi, thế là được rồi. Thế là anh em đã biết được sức mạnh của Unicorn một tiền nó như nào rồi. Đao quái chuyển thôi anh em ạ. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta lại xem một cái ông vua Lidon khác. Ui, vậy là cái trận đấu này này, anh em này, anh em có để ý không? Tôi lần lượt nhá, tôi thay ba con Drui ở trong hệ Drui vào anh em ạ. Trong hệ Drui là tôi đã chơi ba con rồi đấy. Trận này là tôi lúc đầu là tôi chơi con Whispersia này, là chơi siêu rẻ này, xong rồi tôi chuyển sang tôi chơi con Unicorn. Xong bây giờ là tôi chơi con cây anh em ạ. Tôi chơi con God Cuxet. Vậy là chơi đủ bộ luôn này. Đấy. Được không? Hôm nay là nói tóm lại là hôm nay nó là content là chơi God Drui. Ờ God Drui anh em nhá. God Drui, God Drui. Rồi, rất là hy vọng là có những cái món đồ mà nó có thể hữu dụng. Ở đây rồi, đá quỷ. Được. Ghép được cái gậy như ý này, chống hồi máu anh em ơi. Chống hồi máu nhưng mà không có con nào gây đam thì chống hồi máu nó cũng không ăn thua anh em ạ. Phải có con gây đam cơ. Nhưng mà trận này thì lấy con nào mà nó gây đam đây, đam vật lý chứ. Còn đam phép thì không si nhê anh em ạ. Lấy cấm đánh được không? Được. Lấy cấm đánh ấy. Rồi. Bây giờ Ron làm gì nhở? Kiếm máy bay 2. Ồ, được. Máy bay ra rồi này. Có chơi không? Máy bay vào thì thay cho con cây ra à? Nhưng mà đam đâu ra để mà giết cái con kia nhở? Con máy bay này thì đam bé lắm. Đam nó cũng chỉ đam phép thì làm sao mà giết được. Thôi cứ để con cây vào từ từ đã, để xem là lấy được cái bài gì để counter thằng này. Bây giờ chúng ta tôi có cái ý tưởng là chuyển sang chơi 4 wick anh em ạ. Kẹp 4 wick để đánh đam demon để xuyên giáp của cái con Lancer này xem nó thế nào. Đấy, còn thôi tạm thời thì phải cho con cây này vào để nó nhây, để nó giữ máu. Nó cầm hòa thôi anh em ạ. Cầm hòa thôi, cầm hòa thôi. Bảo đéo cầm hòa được cơ, khỏe thế nhờ. Cây không ăn thua luôn. Sợ thật. Không cầm hòa nổi. Khó thế. Chết rồi. Khó thế này thì làm nào? Tôi phải làm nào cơ? Fallen Witcher. Chuyển sang Wick tôi anh em ạ. Rồi được rồi, tôi sẽ roll tôi kiếm 4 Wick nha anh em nhá. Kiếm 4 Wick vào đã. Kiếm 4 Wick vào đi. Khó thật đấy. Tôi chỉ hy vọng con cây này nó cầm hòa cho tôi đến round thứ 45 thôi. Nhưng mà khó. Một con nữa. Kha này. Rồi còn con ảo ảnh nữa thôi. Chỉ còn con ảo ảnh nữa thôi là đủ bộ anh em ạ. Đấy, nó sẽ là cái cơ hội cuối cùng của chúng ta đấy. Nếu mà chúng ta chuyển như thế mà chúng ta không ăn được cái con này thì thôi, chắc là xác định là nhì thôi anh em ạ. Khó. Bây giờ đã chuyển hết mức rồi đấy. Chuyển sang là chơi đam demon để đánh xuyên giáp rồi đấy. Nhưng mà về căn bản là vì cái trận đấu này nó không có con gây đam vật lý khỏe ấy. Ví dụ như là có con 7 này, hoặc là có con ca lông ấy. Con ca lông thì ăn được, nhưng mà không có ca lông. Có ca lông là ăn được đấy. Có ca lông thì thậm chí là còn không phải chuyển sang Wick đâu. Ca lông thì cứ cho ca lông vào cho nó bắn thẳng mặt thôi, chứ còn cũng chả cần phải chuyển sang Wick làm gì. Ca lông 2 sao bắn chết con này luôn. Đây rồi. Đây sẽ là cái cơ hội cuối cùng của tôi. Rồi, đập trứng cho Khan đã. Cho lên 2 sao này và cho thay cho con God of War. Rồi, roll mấy cái nữa xem nào. Kiếm con Khan. Chúng ta kiếm con Khan 3.
Không có rồi. Rồi dồn đồ cho Khan. Vậy là trận này lần lượt là dồn đồ hết cho mấy con Drui. Có bao nhiêu Drui được thử hết ở trong cái trận đấu này này. Đấy, trừ mỗi cái con gấu bố thôi. Gấu bố 4 tiền là không được chơi đâu. Còn lại chơi hết. Rao sau nhá anh em nhá, rao sau chuyển quick, rao thứ 44. À có sống được lốt cái rao này không nhờ, 10 máu tôi nghĩ là vẫn sống được đấy. Cây cố gắng thủ nhá. Tất cả chăm sự nhờ vào mày. Cố sống được không, lọt một con. Ok mà khả năng là không lọt cơ anh em ạ. Rao này khả năng là còn không lọt, không bị lọt. Được, 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 được. Cây có thể sống được, cầm hòa 35 giây. Được không, được không, 35 giây nữa cơ. Trông máu tụt kinh đấy nhờ. Trông máu tụt kinh quá. Thôi chuyển đồ dần trong máy bay thôi anh em ạ. Tôi chuyển sang máy bay đây. Rao sau tôi chuyển thôi. Chuyển đồ sang trong máy bay thôi. Rao sau là hết rao một cái là chúng ta chuyển luôn. Không là không kịp đâu. Rồi ok. Thôi chúng ta đã quyết định được ăn cả ngã về không nha anh em nhá. Còn như này thì thế nào cũng chết anh em ạ. Để thế này tí nữa là nó chuyển sang 6 Glacier thì tôi cũng chết thôi. Hoặc là nó kẹp thêm con Doom vào thì tôi cũng chết thôi. Nên là bây giờ thôi, tôi nghĩ là tôi chuyển luôn này. Được thắng thì thắng, còn thua thì thua. Còn bây giờ hết rồi, hết cửa rồi anh em ạ. Hết cửa rồi. Ok. Chúng ta sẽ có cái cơ hội cuối cùng là chúng ta dùng cái con máy bay này để gây đam thuần. Để có thể là giết được đối thủ đây. Dùng con máy bay để có thể là kết hợp với cả 4 God và 4 Wick ở đây. Chúng ta có một cái cơ hội để có thể tiêu diệt được đối thủ nhờ cái lượng đam đến từ vị trí của con máy bay. Nào xem có được không nào. Ăn nổi không nhờ. Liệu rằng có được không. Máy bay đang được coi như là kích hệ God ở trong cái bộ 4 Wick. Mà có được kích hệ God không ấy nhờ. Đéo gì bắn chuồng chậm thế nhờ. Ơ kích 4 gót mà sao mãi đéo bắn được trưởng ở kia. Thôi chết mẹ rồi. Đéo phải rồi anh em ơi. Không ăn được. Không ăn được anh em ạ. Hết rồi. Hết hy vọng rồi. Hóa ra là bây giờ tôi mới nhận ra là cái bộ này nó cũng sẽ không được hưởng cái ấy. Chán thật. Thôi hết rồi. Chịu rồi anh em ạ, chịu rồi. Chịu rồi. Thôi. Có lẽ là trận đấu này chúng ta sẽ giành vị trí là top 2. Rất là đáng tiếc. Trong trận đấu này ấy, thực ra là cũng chơi đùa với trận đấu thôi. Cũng không thể là mà mong được cái top cao. Không có ca lông mà chơi gót đỏ thì rõ ràng là yếu rồi. Đấy, không có ca lông. Gặp những cái tình huống như thế này thì nó chỉ là có cái con này mới ăn được này. Con ca lông. Hoặc là con nó gọi là cái con Squire ấy. Thì vẫn có cửa ăn. Squire trừ giáp thì vẫn có cửa ăn. Nhưng mà bây giờ là thôi. Chúng ta hết cửa ăn rồi. Mà con mẹ nó. Ui dồi ôi. Thậm chí là tôi còn đâu có được gặp nó lần cuối. Ôi dồi ôi, toàn quái đây này. Con máy bay này thì đấm thế đéo được cái con quái này. Thôi chết tôi rồi. Ăn được không? Có hoa được không nhờ? Cầm hoa, cầm hoa, cầm hoa, cầm hoa, cầm hoa. Ui dồi, mày thế. Cầm hoa được anh em ạ. Cầm hoa được, vẫn sống được một round nữa. Để gặp đối thủ nhưng mà đéo có đồ. Mất một món đồ cam. Thôi thôi, thua rồi anh em ạ. Mất một món đồ cam thì đỡ thế đéo được đây. Đây mà tôi dồn toàn bộ đam cho con máy bay đấy. Đây lấy toàn bộ đam cho máy bay đi. Bỏ cái cấm đánh ra cho con Khan này. Đây bỏ cái giáp ra cho con Khan. Đấy. Bây giờ chuyển cái cướp điên cho con máy bay rồi nhá. Chuyển cả cái gậy như ý cho con máy bay rồi nhá. Đây là cái cửa cuối cùng rồi. Round này nó là cái round quyết định rồi. Không thể nào mà ăn được nữa rồi nhá anh em nhá. Đây là hết cỡ rồi đấy. Chuyển như này là hết mức rồi. Chuyển hết sang đam thuần rồi mà còn không ăn được thì chứng tỏ là chúng ta đang ở cửa dưới anh em ạ. Không ăn được rồi. Đâu xem có ăn được không nào. Cuối nào. Máy bay clear rất nhanh nhưng mà vẫn còn con Lancer của nó. Lancer của nó mẹ 6 đồ cam đỡ thì đéo được đây.
anh em ạ, không đỡ được. Con Lancer này của nó bây giờ nó to quá rồi. Ui, tôi vẫn bắn nó nhưng mà đấy, không ăn được, tôi có 4 đồ cam thôi. Thằng này nó 6 đồ cam, chịu. Rất là cảm ơn anh em, nhưng mà tôi không thể nào tôi có thể là vô địch ở trận này đâu. Tôi chỉ cướp 2 thôi anh em ạ. Rất là cảm ơn anh em nhá. Cố gắng hết sức rồi, tôi đã coi như cố gắng hết sức có thể rồi. Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi cũng là cái bộ siêu đẻ nha anh em nhá. Nhưng mà siêu đẻ kết hợp với cả beat, và nó sẽ khác với cả cái trận đấu ngày hôm nay. Đấy. Và anh em có thể chọn clip bên phải. Clip tôi làm tặng anh em, giúp cho anh em có một cái chiến thuật cực hay trong cái cách tư duy trong trận đấu, giúp cho anh em có thể giành chiến thắng ở trong một cái trận đấu một cách dễ dàng hơn. Đấy. Và ít tốn công nhất nha anh em nhá. Anh em yêu quý tôi cũng có thể đăng ký hội viên ủng hộ tôi bằng việc ấn vào cái link trên màn hình kết thúc. Xin được cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.